Văn Mai Hương bất ngờ khoe giấy đăng ký kết hôn. Được ca sĩ Văn Mai Hương khiến fan ngỡ ngàng khi chia sẻ hình ảnh giấy đăng ký kết hôn trên trang cá nhân. Được ca sĩ Văn Mai Hương khiến nhiều người bất ngờ khoe giấy đăng ký kết hôn, tuy nhiên danh tính về ông xã vẫn chưa ai biết. Văn Mai Hương bất ngờ khoe giấy đăng ký. Mới đây trên trang Story Instagram, Văn Mai Hương bất ngờ chia sẻ hình ảnh giấy đăng ký kết hôn. Cụ thể trong hình ảnh cho thấy họ và tên vợ Văn Mai Hương hiện lên rất rõ. Không chỉ thế, nữ ca sĩ còn viết đính kèm. Finally, cuối cùng, tuy nhiên danh tính ông xã nữ ca sĩ vẫn chưa công bố khiến nhiều người càng tò mò hơn. Dù chưa công khai chuyện tình yêu, Văn Mai Hương bất ngờ khoe giấy đăng ký kết hôn. Chuyện tình yêu của Văn Mai Hương và bạn trai giấu kín. Văn Mai Hương được biết đến là nữ ca sĩ khá lận đận chuyện tình cảm. Tuy nhiên, đến cuối năm 2018, giọng ca cầu hôn, chia sẻ chính thức xác nhận đã có bạn trai mới. Cô nàng vẫn một mực giấu kín gương mặt bạn trai. Nữ ca sĩ từng chia sẻ về người yêu của mình, đó là người luôn ủng hộ tôi trong công việc, tạo nguồn cảm hứng, động viên và tạo điều kiện cho cuộc sống lẫn công việc của tôi. Hình ảnh Văn Mai Hương bên cạnh bạn trai giấu mặt trong một lần đi du lịch cùng hội bạn thân. Nữ ca sĩ cũng nhiều lần chia sẻ trên trang cá nhân thân mật cùng bạn trai. Cách đây không lâu, Văn Mai Hương cũng từng ngỏ ý rằng mình sẽ làm đám cưới. Celine Dion từng tổ chức đám cưới ở đây và mình cũng muốn như thế. Hiện tại chúng tôi liên lạc với nữ ca sĩ để hỏi thêm về thông tin cô chuẩn bị kết hôn. Người hâm mộ cũng đang tò mò về danh tính bạn trai của cô nàng và hào hứng hy vọng sẽ có một đám cưới trong showbiz sắp tới.